Giải trí miền Tây chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Hôm nay Giải trí miền Tây chia sẻ với cô chú, các anh chị và các bạn về một vấn đề vô cùng quan trọng, đó là việc đi tắm cồn nổi nguy hiểm như thế nào. Chính vì thế lực lượng công an cũng như lực lượng chức năng đã giải tán không cho tắm tiếp bởi tính nguy hiểm của việc tắm cồn nổi. Nhưng có một số thông tin cho rằng việc tắm cồn nổi đem lại lợi ích hết bệnh. Đó là thông tin như thế nào, có chuẩn xác hay không? Mời cô chú, các anh chị và các bạn xem video để biết thêm chi tiết. Xin mời. Rất là vui các bạn ha. Thì cái cô kia phát hiện phải không? Cô kia phát hiện. Phát hiện là cái... Thấy ngoài đó sao cát nó vô lên á. Vô lên ha. Mà nó nhô hoài lên hả sao? Nó xuống. Nó xuống. Nhô lên. Nhô lên thì đây đi ra ngoài tắm. Thấy cát thì bãi nguyên bãi vậy nè. Nhô lên. Rồi cái đồn lên thì mọi người ta đến là xem vậy đó ha. Rồi mình thấy là mỗi ngày nó có nhiều hơn không hay sao? Thì nếu mà tới từ đây tới mùng 9, mùng 10 là nước còn cạn dữ nữa. Nhiều hơn. Ông bà tôi nói vậy đó. Ở đây mình thuộc ấp gì, xã gì chị ha? Ấp Bình Thới, xã Bình Thủy. Sắp ấp Bình Thới, xã Bình Thủy, quận gì? Huyện Châu Phú, An Giang. Huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi. Đây là cái đường đò qua sông đó ha. Rồi, đường này. Ủa mà bây giờ ta rước đi hết rồi phải không? Cái đò khác. Xuống người đi lên. Bây giờ là sao em thấy mỗi ngày quá trời đông người vậy? Dạ. Mấy hôm trước là đâu có đông được vậy phải không? Dạ, đúng rồi. Đông là cỡ 2-3 ngày nay hả? Dạ, cỡ hai qua nay đó. Đông là các thứ khác đổ xô đây á. Đổ xô đây. Xem ở đâu. Ở mấy chừng nghe bà tôi kể là bản em bé nó trên mới lên phải lên lại đó. Tức là hồi trước là có nổi một lần rồi. Dạ, đầu 4-5 chục năm nay là mới ông bà tôi kể lại là mới đổi lần này nè. Mới đổi thêm. Cảm ơn chị ơi. Để đi xuống cái đường đi đây coi. Bây giờ nhờ cái nổi này mà mình cũng vô manh xíu ha. Kiếm tiền cà phê thôi, có gì đâu. Bây giờ đó nhiều tiền vậy? Bây giờ tôi đi đi đò nào? Tôi đi đò nào? Đò này luôn hả? Đi liền chưa? Đi liền mới đi nha. Tại đang gấp á. Chạy đi. Ông bao nguyên chiếc các bạn chạy đi. Rồi bao nguyên chiếc. Vậy là cái đò này đi hả? Đò này đi trước nè. Đò nào đi trước? Để không trời. Tôi lần đầu tôi đi cồn nha. Không biết lội luôn đó phải không? Mà quê đâu không lội. Tôi quê ở Cần Thơ. Cần Thơ mà không lội cái đi. Nói vậy cho. Đây nè. Quá trời vui luôn. Mười ngàn hả? 10.000 các bạn nghe đi ra cồn. Hay. Vui quá trời vui luôn. Đây nè, xinh hết rồi đó các bạn ơi. Các bạn thấy ha. Để mình review cho các bạn xem mình đi ra như thế nào, nó cũng rất là vất vả. Đây. Đó. Người ta đi. Nếu mà không có đi đò thì người ta sẽ lội ra sông các bạn. Mà nếu mà chìm xuồng hay là các bạn. Điện thoại thì làm sao? Trời giơ lên không sao. Trời ơi thôi. Rồi thôi. Trời. Thôi. Không được, thương điện thoại nha. Tôi điện thoại nó quan trọng lắm mà, đừng có chơi vậy. Mấy anh đây. Cái anh này là nguy hiểm nhất. Là tại vì ảnh là lấy đò. Yên bình hay là không thì cho. Giờ lấy đò nè. Mà tên bến rồi các bạn nha. Đây. Đấy tôi cầm dầm nè. Đó, ông là cầm dầm nguy hiểm hơn nữa. Ta trả chứ không mấy ông này cho tôi xuống sông à. Rồi. Đó. Wow. Tắm cho nó mát. Ok. Lấy cát. Chà luôn. Ủa, chà răng cho nó trắng hả? Lấy máy mà tao ra quay tiêu. Ủa sao da? Quá trời đông.
Dạ găng chưa? Dạ chỗ nào trắng chỗ đó hả? Hay gì trời. Đó 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 đó. À, rất là vui các bạn ha. Mát không chị? Tắm mát không? Mát trời, trước một đời còn hơn tắm biển nữa. Hơn tắm biển luôn hả? Ừ, hơn tắm biển luôn. Chị ở đâu vậy đây tắm? Ở Phước Tân nè. Ở Phước Tân gần đây hả? Ôi chào, xin chào. Trời ơi các bạn, mọi người tắm rất là vui luôn. Giải trí miền Tây. Giải trí miền Tây hả? Giải trí miền Tây. Dạ, à. Dạ. Cảm ơn nhiều. Đó, các bạn thấy ở Thập Phương rất là nhiều nơi người ta đến để tham quan tắm như thế này. À, những người lớn tuổi. Những người lớn tuổi có, những người nhỏ tuổi có. Rồi tắm cho mát. Con thấy mát quá bà. Mát quá hả? Mát không? Mát. Dạ dạ mát. Đó các bạn. Có nhiều người người ta đem theo thức ăn như thế này các bạn nha. Đó. Lên trên ghe để ra đây người ta ăn cho nó vui. Cái đường vào trong bờ thì mọi người nước ròng xuống thì nó sẽ lộ cái đường lên các bạn nha, người ta sẽ đi ra như thế này. À, đi được luôn, đó là đi được luôn, là như vậy. Từ ở trong bờ mình đi ra khi nãy thì phải đi đò các bạn nha, nhưng mà bây giờ thì người ta lội bộ đi bởi cái nước nó cạn xuống các bạn. Đó. Nước cạn xuống rất là đông. Khi biết cái này á, một cái người lớn tuổi, một cái cô đó các bạn ha, cô đó chặt sừng 60 tuổi, thấy cái cát ở ngoài này sao nó nhô lên như vậy, và từ đó mấy cái kênh YouTube đến quay và bây giờ người ta đăng lên thì nhiều người biết như vậy các bạn nha. Đó. Mồi chín luôn. Cái này là đang nấu lẩu cá các bạn nha. À, nấu lẩu cá. Mỗi ngày thì mỗi đông bà con đến như thế này. Để mình dập giải trí miền Tây nha. Giải trí miền Tây. Giải trí miền Tây. Giải trí miền Tây đúng rồi. À, cảm ơn. Muốn vô nè. Bà vô rồi đó. Bà hết thấy vui rồi kìa. Rất là vui vậy hả các bạn. Đây. Anh này cũng quay chơi luôn nè. Giao lưu cái coi, quay làm gì, đăng kênh hay gì? Kênh gì? Em Thiện Sứ Dừa. Thiện Sứ Dừa Bến Tre hả? Dạ. Sứ Dừa nè, em mới nghe mấy bạn cho hay em chạy lên nè. Tôi cũng mới nghe cho lên đây. Ủa anh kênh gì? Giải trí miền Tây. Giải trí miền Tây hả? Ok. Ủa chứ tưởng đâu qua có đăng được chứ. Có một cái đoạn ngắn thôi. Bây giờ đăng thêm. Rồi. Rồi, tác nghiệp cảm ơn nhiều. Trời ơi các bạn ơi, mình quên rửa chân. Hàng chiếc có ba chiếc ba đuổi mình là đúng rồi. Con trai. Con ở gần đây hả?
con ở gần đây không? Có, trong đó đó. Nhưng mà tại sao hồi trước giờ con không ra đây tắm mà bây giờ mới tắm vậy? Đâu tắm. Hồi trước giờ có tắm không? Nhưng mà nó có nổi lên giống vậy không? Không, nó nổi lên cao nữa. Nổi lên cao nữa hả? Sao con biết? Tắm bữa đó mà, bữa đó nó nổi lên thấy cát luôn á chú. Nổi lên thấy cát luôn hả? Dạ. Ủa vậy là nó nổi lên rồi nó lặn xuống hả? Nước lớn cho nó nước lớn nó ngập nó xuống dưới à, hiểu vậy là do nước lớn á các bạn, thì nó sẽ sâu xuống nha các bạn. Mà nước ròng như thế này á thì khi nước ròng thì nó sẽ lú lên các bạn ha. Và nhiều người người ta xuống người ta tắm như thế này à, nổi tiếng được là do nhờ mấy anh YouTube. Quá trời nhiều mấy anh YouTuber hả? Lấy đi, nó thiếu mai trả. Nhiều người cũng quay để đăng chơi đó các bạn nha. Đó. Đây bà cô nè. Quá chừng luôn. Quá chừng đông. Nước vô quá chừng luôn à, nhỏ nó tát nè. Đứng dồn lại cho nó tát không? Cảm ơn nha con trai, mạnh vô, mạnh lên. Trời ơi, chút xíu nó chìm sầu xuống luôn rồi. Dạ, chào. Bữa vậy là nó nổi cồn là nổi cát lên. Cảm ơn anh. À, các bạn ha, cái vấn đề của nó là như vậy. Trời ơi, càng về chiều thì bà con càng ra đông các bạn nha. Đây, càng về chiều thì càng đông hơn. Đó. Bà này bà quay TikTok mà bà lắc quá trời luôn vậy. Em sợ người ta thấy vậy. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Quá chừng vui luôn. Chị có ở gần đây hả? Dạ em gần đây. Gần đây mà sao hổng rồi không quay? Giờ ra tranh quay với người ta. Hả? Sợ hả? Thấy nó nổi lên sợ hả? À, thấy nó nổi lên sợ. Không dám ra. Cái này cũng gọi là sông Dàm Nao luôn đúng không chị? Tại vì sao Dàm Nao ngay cái dàm nè là ngay sông luôn rồi ha. Ừ, gọi là sông Dàm Nao. Quá chừng đông luôn các bạn nha. Càng về
càng về chiều khách thao phương càng đông. Bà con đến để chụp hình lưu niệm cũng có, tắm cho mát cũng có, tham quan du lịch cũng có. Ở đây thì bây giờ học cái nha, học cái nha. Quá tuyệt vời các bạn. Và ở đây thì có chỗ cạn chỗ sâu các bạn, chứ không không phải chỗ nào cũng sâu nha các bạn. Đây các bạn thấy ở xa xa đằng kia thì có người ta đứng được luôn trên bãi nha các bạn, bởi nước ròng xuống và cái bãi nó lồi lên nhiều hơn, người ta có thể đứng được các bạn nha. Những người ở bên trong thì ra như thế này các bạn thấy ha, đó đó ghe rất là đông. Lắc cái xuồng đó chị mà. Ôi xin chào con trai. Chào chú. Chào con. Con tên gì? Dạ tên Hiếu. Hiếu gần đây hả con? Dạ cái dầu luôn chú. Ở cái dầu cách mười mấy cây hả? Dạ. Phải không? À, tắm ở đây mát không? Dạ. Mát không? Mát. Con đi với ai? À, đi với mẹ. À, chào, xin chào. Đây cả nhà của Hiếu. Rất vui vậy hả các bạn, người ta ở gần đây thì cả nhà đến để tham quan rồi tắm cho mát vậy luôn. À, càng về chiều thì càng đông và những chiếc ghe như thế này chở rất nhiều người. Những cô chú bây giờ đang tắm, gọi là tắm sông ở giữa sông Dàm Nao các bạn nha. Đây gọi là giữa sông Dàm Nao. Hả? Giữa sông Cái luôn. Và bây giờ thì cát nhô lên rất nhiều. Chính vì đó trẻ con cũng có thể bơi được ở ngoài này, đi ra ngoài này được các bạn nha. Hả? Người ta có thể đứng mà các bạn thấy xa xa đó ha, là cát có thể đứng tới mặt cát, không ướt quần các bạn nha. Còn bác này có cái dù rất là đẹp, nhưng mà ngoài có cái dù thì bác cầm cái củi nữa, cái gì á biết đó, cái gì đó. Hầu như cái mục đích là đi xuống đây người này ngắm người kia cho nên rất là đông các bạn ha. Hiếu kỳ thì đến cho vui hay là lạ hả? Anh tên gì, có kênh gì không mà đi dưới nước vậy? Thành Võ TV. Võ TV hả? Thành Võ TV hả? Đây YouTuber đó các bạn nha, Thành Võ TV đó. Xin chào cả nhà. Chú ơi, chú có cái dù đẹp vậy? Dù mượn. Dù mượn? Mà sao thiết kế hay vậy? Ai biết không? Chú gần đây hả? Ở Thọ Sơn, Phước Sập. Xuống đây luôn. Nghe tin là xuống đây luôn. Lúc tết là gì vậy? Giải trí miền Tây. Giải trí miền Tây, dạ. Ở Thọ Sơn, Phước Sập. Dạ, Thọ Sơn, Phước Sập. Đi với Châu Phú. Nhiều. Dạ, dạ. À. Đây có cô này, chú này đi với cô này. Xin dù nó dài. Ôi ơi, cô che cái dù là rất là đẹp luôn. Dạ. Bye bye cô. Hội Sơn núi Sập, xuống đây để tham quan luôn các bạn nha. Rất là nhiều nơi, hầu như Cần Thơ, Bến Tre, những ở nơi xa xa về đây rất nhiều. Dạ. Cái này cũng gần nữa xong rồi. Và cái này thì nếu mà một thời gian nữa con nghĩ là nó sẽ nhiều hơn hả cô? Dạ, nó sẽ nhiều hơn. Đó. Tắm nhà rồi. Ai, có con vịt con. Một, không, không, hai.
mỗi ngày thì nước rút nhiều hơn và ở bên trong người ta đi ra nhiều hơn như thế này các bạn ha, đi ra đi vào được dễ hơn. Đây là dàm nao. Dàm nao thì ở đây gọi là mũi tàu dàm nao đây các bạn, nó ngã ba này ha, một bên là An Giang đi qua đó, ngay cái mũi tàu đây, và nước rất là xấy ở đây. Chính vì điều đó là cái dòng cát ở trên Châu Đốc đổ xuống, và ngay đây tập trung lại ở ngay chỗ ngã ba này và làm một cái ụ như thế này các bạn ha. Chính vì đó nó sẽ nổi lên, khi nước ròng thì nó sẽ nhô lên đó. Bà con hiếu kỳ đến đây thấy ở giữa sông có cái mỏ cát khô luôn ha anh. Khô theo con nước cái gì? Khô là nó lòi cát lên hay sao? Lòi cát, cũng như là mấy ông nói nó khô rồi, cũng như ta đã ra ta đã banh được. Ra đã banh được luôn hả? Rồi theo anh thì nó nhô lên nữa không? Không, cái này gì mà nước rồng nó bài lên thôi. Bài lên thôi ha. Tầm nước cạn thôi. Còn ở bên kia là cái mũi tàu chỗ nào anh? Tàu trong dòng nào hả vậy? Dạ đúng rồi, dòng nào đó. Bên kia. Dạ bên kia hả? Đó. Cái chỗ đó nước xiết lắm hả? À. Nước là à. Rồi hồi trước cái này nó có cát gì không hay là mới thấy ở đây? Có mà nó sâu. Có mà nó ít hơn ha. À nó ít hơn, nó sâu hơn. À các bạn ha, thì chính là chính là do cái cát nó nhô lên. Ở đây giống như mỏ cát thì các bạn, nó sẽ quận cát đến đây và ụ lại ở chỗ này. Quá chừng đông luôn các bạn nha. Quá chừng đông, mỗi ngày mỗi đông. Bà con ở bên trong người ta sẽ đi ra à, các bạn ha. Còn bên trong đi ra đây, các bạn nhìn thấy ở bên trong có những cái bến đò đó, người ta sẽ đi ra đây. Đông như thế này. À, rất là vui vậy các bạn. Nguy hiểm bởi chỗ thấp chỗ cao. Đôi lúc các bạn trẻ mà đi đến đây thì dễ bị hụt chân nha. Đó, dễ bị hụt chân. Đó. Có nhiều người ra đây một hồi thì cũng muốn vô. Muốn vô. Đây các bạn ha. Và khi nước rồng xuống thì nó sẽ nhô lên nhiều hơn. Bà con đến đây nhiều đông hơn. Và mình thấy được cái ụ cát này đông người hơn như thế này. À, đông người hơn. À, đông người hơn. Theo mọi người, người ta rờ ở dưới các bạn, người ta thấy có chỗ cao chỗ thấp khác nhau.
rất là vui các bạn nha. Những người ta mới đi ra như thế này các bạn ha, từng nhóm ta đi ra như thế này. Và những chuyến đò như thế này người ta sẽ rồi, ok con. Không, chắc không sao đâu. Không sao. Nghiêng á, người ta lên á, không lên. Đó. Rất là vui. Đó. Đây các bạn thấy nè, một cái nhóm của các anh YouTuber rất là đông ở đằng kia. Đó. Ở trên thuyền thì mình ngồi nó cũng chồng chền như thế này các bạn. Cái thuyền mình đang ngồi á. Đó. Wow. Đó, ở trong bờ người ta đi ra rất là vui như vậy các bạn. Đó các bạn thấy ha. Đây, ở bên này mọi người đang chuẩn bị nấu lẩu nhậu nha các bạn. Sông Dàm Nao, ở đây là sông Dàm Nao nha các bạn. Ở An Giang, đây gần tỉnh biên rồi các bạn nha, Châu Đốc. Gũ đâu? Rồi, con bước qua ghe đi. Ủa sao vậy? Không, ghe này cũng ghe nhà. À, ghe của anh đậu đây hả? À, cảm ơn. Cho em ngồi đây chút nha. Cho ngồi chút. Dạ dạ. Cảm ơn nhiều. Đó, bây giờ có một số người người ta vào bờ các bạn nha. Đó, rất là vui vậy. Quay đi. Dạ. Cái ổ luôn. Dạ, con không quay mặt đâu. Dạ. Không quá. Sao mà cô biết được mà cô lên đây chơi vậy? Lên đây ha. Lúc nhỏ xuống nữa. Quay người gửi đò nha. Xuống.
giữa đi. Chị chợ thằng lớn làm gì khổ hả? Thằng lớn nó sợ. Nó sợ đi. Đó, các bạn nha. Sợ hả con? Sợ hả? Đang ở cầu Lỡi Bình Thủy là con. Dạ. Ở đây là địa chỉ sao chú? Ở Bình Thủy. Bình Thủy. Ấp Bình Quế, xã Bình Thủy. Ấp Bình Quế, xã Bình Thủy. Ấp Bình Thủy. Rồi huyện gì? Huyện Châu Phú. Huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Wow. Bình Thủy. Chú hay cái này lâu chưa? Hơn 3 bữa rồi mới tới à. Chú cũng ở gần đây không? Dạ, cách đây cũng mười mấy cây số. Dạ. Rồi mình thấy đông vui quá, mình tới tắm chơi cho vui hả chú? Chơi vui. À, vui quá trời vui nè. Cái này sông Dầm Nao là chỗ nào hả chú? Dầm Nao là ngay ngã ba đó. À, cái ngã ba đằng kia đó. Cái ngã ba đằng kia gọi là sông Dầm Nao hả chú? Bên đó là Mỹ Hội quận Chợ Mới. Dạ. Còn bên đây là Phú Tân An Giang. Dạ. À, tức là ngay cái ngã ba. Ngã ba hay ngã tư chú? Ngã ba. Ngã ba. Ngã ba Dầm Nao á. Ngã Dầm Nao là. Đó. Thì ngày xưa ở đây nước chảy xiết dữ lắm hả chú? Nước đổ chảy dữ lắm. Nhưng bây giờ thì nó đỡ hơn hả? Mùa này ít. Mùa này ít hơn. Đó, các bạn ha, ở đây là... Chảy nhất là ngay chỗ cái mũi tàu đó. Ngay cái mũi tàu Dầm Nao. À, Châu Phú An Giang hả chú? À, thuộc huyện Châu Phú. À, chợ Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang các bạn nha. Thì cái này là mũi tàu của Dầm Nao. Dạ, ngã ba Dầm Nao. Rất nhiều người hiếu kỳ vào đi ghe ra như thế này các bạn nha, để quay. À, đông ghê không? À, còn cái cô này lội bộ ra luôn, cô không. Lội bộ ra. Sao mà khỏe quá vậy mà lội được luôn hay vậy? À, rất là vui luôn. Lội ra luôn. À, các bạn ha. Của cô này hay gì nè? Chứ không phải của con. Của chị ha. À. Một số người ta lội ra như thế này các bạn nha. Dạ con cũng mới lại. Quá trời đông vui luôn. Quá đâu mà xuống đây mà quay. Hãy có dầu gần đây. Quá trời vui nè. À. Ủa cô sao ở đây Dầm Nao mà ta không sợ ta? Nước chảy dữ lắm phải không? Cạn rồi, nó đỡ chảy rồi. À. Wow, tắm cho nó mát. Ok. À, lấy cát. Chà luôn. À. Ủa, chà răng cho nó trắng hả? Lấy máy mà tao ra quay tiêu. Ủa sao da? Quá trời đông. Chà răng cho, chà chỗ nào trắng chỗ đó hả? Hay gì trời. Đó. À, rất là vui các bạn ha. Ở đây là sông Dầm Nao, Bình Thủy. À, cô ơi, da cô trắng rồi, cô chà nó trắng thêm sao? Quá trời vui. Ủa
sao cái cô kia không đi được mà ổng cổng luôn rồi ta. À. Đây, cô này lặn luôn. À, lặn mò cát. Lặn mò cát. Quá trời đông luôn. Tắm sông mà rất là lý thú của các bạn trẻ đây các bạn. Đây, 1, 2, 3. Rồi, quay vô nó luôn. Vô hả con, vô hả con. Kẻ vô người ra. Ở xa xa có những cái tàu, các bạn thấy cái tàu người ta đi ngang, người ta cũng hiếu kỳ, người ta chạy đến xem các bạn ha. Đi bằng xe rồi đi bằng tàu luôn đó, các bạn thấy tàu đây. Và hầu như từ cái phao đỏ ở ngoài đó các bạn đó, cái phao đỏ mà các bạn thấy ở ngoài có chiếc ghe màu trắng đó, đi vào đây là có thể đứng được các bạn ha. Thấy các bạn trẻ cũng ra đó được luôn đó, các bạn nhỏ nhỏ đó. Bye 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 bye. Rất là vui như thế này. Mỗi ngày mỗi đông vui à, dầm nào dầm nào. Đúng rồi đúng rồi, dạ. Nó mắc cạn nó đạp thôi. Dạ. Nói chung ở đây anh em ở đây thì tắm là lúc trước là nó cũng nổi lên như vậy, nhưng mà năm nay hạn hán thì nó nổi cao hơn, cao hơn. Còn cái như lúc trước đó, không có hạn hán thì nó sâu, nó sâu hơn ha. À, còn năm nay nó hạn hán thì nó nổi sớm hơn. Dạ dạ. Tại vì mấy bữa nay là nước đông, dạ, nó sẽ không có nổi cồn lên. Còn nếu như mà mấy ngày thường thì nó sẽ nổi cồn lên. À dạ. Bữa nay đúng rồi, gầm nó đâu có nổi cồn đâu. Còn lúc trước tôi đi ra là nó sẽ nổi lên cát thế luôn. Nó lên từ dạ. Còn anh em mà đồn chuyển tầm bảy tầm bạ thì đâu có thôi. À dạ. Nói chung là đồn cái đó là không có. Dạ, dạ. Còn cái này là anh em là tay tay là người dân này ta chỉ chứng kiến là chứ ở tình hình này bởi vì chưa có người quản lý, không phải khu du lịch đó, chính vì đó mọi người cũng phải tự bảo quản những đứa bé là các bạn, những đứa nhỏ thì nên mặc áo phao như thế này đó. Có cái cô này cổ ôm cây chuối. Ôm cây chuối. À, cái này đi được không? Chào cô ôm cây chuối ơi, ôi ôi. Bà mắc cỡ nè các bạn nha. Cái bà ôm cây chuối với bà mắc cỡ nè đó. Cái này mình đứng trên cái vỏ các bạn ha, cho nên là nó hơi lắc, hơi trong trên. Các bạn thông cảm giùm khi mà xem nó trong trên nó lắc nha các bạn nha. Đôi lúc mình cũng cố gắng rồi nhưng mà nó chỉ được như vậy thôi. Và
người ta làm cái bè chuối như thế này, các bạn thấy nè ha. Đó, đây có cái bè chuối, lên trên đó ngồi chơi. Chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã bỏ ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này. Nếu cô chú các anh chị và các bạn cảm thấy video hay, ý nghĩa, đừng quên đăng ký, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Giải Trí Miền Tây phát hành video mới. Xin nói lời chào, hẹn gặp lại cô chú các anh chị và các bạn ở video lần sau. Bye bye. Các bạn thấy những cái chuyến thuyền mà mới đưa ra như thế này rất là đông ha, và hầu như rất nhiều, rất đông người để ra đây khám phá, xem khám phá. Càng đông người các bạn nha, mình thấy càng đông luôn, bây giờ quá đông luôn, bởi vì chiều đó các bạn, và hôm nay là ngày Chủ nhật, hôm nay có lẽ là đông nhất so với mọi hôm, chỉ 3 ngày nay thôi các bạn, và trước đây thì không ai biết nha, chỉ 3 ngày nay thì những cái kênh YouTube quay lên, và hôm nay có nhiều người biết đến, và người ta sẽ đến, người ta giao lưu như thế này, rất là đông. Yeah.